Bây giờ mình đố anh em một câu nhá. Đố anh em tìm được một con tai nghe True Wireless tầm giá 500.000 nhưng lại có chống ồn chủ động và xuyên âm đấy. Khó chưa? Bởi vì là làm gì có tai nghe mà hồi trước có chống ồn và xuyên âm giá nó phải hàng triệu cơ. Bây giờ thì giá của nó cũng rẻ đi nhiều rồi. Nhưng mà bảo là 500.000 mà có chống ồn và xuyên âm ấy thì nghe nó vẫn là một cái bài toán cực kỳ khó. Nhưng mà đúng như truyền thống của kênh, cứ cái gì ngon, bổ, rẻ thì chúng ta sẽ bóc tách cùng nhau. Hôm nay trên bàn mình đây là Havit TW958 Pro. Chỉ trong tầm giá 500.000 thôi nhưng chúng ta lại có chống ồn chủ động cũng như là tính năng xuyên âm. Sản phẩm này thì được phân phối chính hãng bởi DigiGear nên là mình sẽ để cái đường link ở phía dưới, bao gồm cả Lazada này, Shopee này cũng như là TikTok Shop. Các bạn tiện mua ở nền tảng nào thì các bạn có thể mua. Và mình nghĩ quan trọng ấy là các bạn kiếm được mã ở nền tảng nào thì các bạn mua ở nền tảng đấy, đúng không? Bây giờ chúng ta có free ship này, có giảm giá này thì các bạn kiếm được mã ở đâu thì mua ở đấy thôi, thoải mái. Bóc hộp ra thì cái hộp cũng khá là đơn giản. Wow, đẹp đấy. Mình thì rất là thích cái tai nghe kiểu như thế này. Thứ nhất là bởi vì cái màu. Đây là cái màu mà có thể nói là rất trending trong khoảng thời gian gần đây. Các bạn nhìn những con tai nghe của Sony ấy, thì nó có cái màu be be trắng trắng y hệt cái màu này luôn. Thứ hai nữa là con tai nghe này được phủ một cái chất liệu nhám. Mặc dù là hoàn thiện vẫn là nhựa thôi. Đây nghe này. Đó, hoàn thiện thì vẫn là nhựa thôi. Nhưng nó phủ một cái chất liệu nhám, thành ra là kể cả khi các bạn có bám mồ hôi dấu vân tay lên đây, lau cũng cực kỳ dễ. Cái điều này là tốt đấy, bởi vì mình là một người da mồ hôi tay, các bạn thừa biết mà. Nên là cái này là một điểm cực kỳ đáng khen. Phía dưới của hộp này thì còn sách hướng dẫn sử dụng này, hai cái ear tip để các bạn có thể thay đổi tùy theo từng mẫu tai, cũng như là một cái dây sạc tạp si. Rồi quay trở lại với con tai nghe này. Như mình đã nói thì thiết kế của nó chỉ làm từ nhựa mà thôi, nhưng độ hoàn thiện của cái vỏ case này rất là tốt nhá. Gần như là mình không nhìn thấy bất kỳ một cái điểm hở nào ở trên cái phần vỏ case, cũng như là cái cảm giác đóng mở nắp. Mình thấy đây là một cái case có cảm giác đóng mở nắp tốt. Nghe này. Đó. Tiếp theo là đến cái phần tai nghe. Mặc dù về cái độ hoàn thiện nhá thì mình đánh giá là nó không tốt như cái vỏ case. Khi mà các bạn nhìn ở đây thì sẽ có một số chi tiết nhựa thừa. Nếu như các bạn nhìn trên video thì còn thấy là nó hơi rõ, nhưng mà thực sự là nhìn ngoài đời mình cũng không thấy nó có vấn đề quá lớn đâu. Cảm giác đeo tai nghe này thì nó khác nha. Cảm giác đeo cực kỳ thoải mái. Mình phải nhắc lại là đeo tai nghe này nó rất nhẹ nhàng và thoải mái ấy. Hiếm có con tai nghe nào trong tầm giá rẻ mà nó cho mình cảm giác đeo dễ chịu như thế này. Rồi nhá, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tính năng quan trọng nhất của con tai nghe này. Đấy chính là về mặt chống ồn chủ động và xuyên âm. Mình đã thử trong khá nhiều trường hợp rồi. Từ hôm mình nhận giờ test khá nhiều lúc rồi. Thì mình thấy là riêng về cái phần xuyên âm thì nó chỉ làm được ở cái mức trung bình thôi. Thứ nhất là vì nó rẻ mà chúng ta không thể mong cái gì cũng tốt được. Thứ hai là mình thấy là cái xuyên âm của con Havit TW958 Pro này, nó có một cái hiện tượng đấy là thường thường nó sẽ thu những cái âm thanh ù ù vào tai. Chủ yếu để các bạn có thể nghe những âm thanh đi đường. Ví dụ ấy, là các bạn chạy bộ ngoài đường, các bạn muốn nghe âm thanh để xem là có xe máy, xe cộ xung quanh không, có nguy hiểm hay không, thì tính năng xuyên âm này nó làm được. Còn nếu các bạn muốn là bật tính năng xuyên âm này để nghe mọi người nói chuyện rõ ràng hơn từ xa hay là như thế nào đấy thì nó khá là khó đấy. Nhưng ngược lại nhá, tính năng chống ồn thì nó làm việc rất rất tốt. Mình khá là bất ngờ về cái khả năng chống ồn của con tai nghe này. Đặc biệt là khi mà mình ở trong nhà này, hoặc là khi mình ra ngoài đường mà nó có một số cái âm thanh ở ngoài đường ấy, âm thanh nhỏ thôi, nó loại bỏ được hết. Uầy, bất ngờ chưa? Thực sự là mình rất là bất ngờ, bởi vì một con tai nghe 500.000 mà nó có cái khả năng chống ồn phải gọi là rất tốt. Tiếp theo thì mình sẽ đánh giá về mặt âm thanh. Đây cũng là một cái điểm rất quan trọng của một con tai nghe. Rõ ràng là mua tai nghe về thì phải để nghe nhạc chứ. Thì mình thấy là âm thanh con TW958 Pro nó làm ở cái mức gọi là trung bình khá. Tại sao mình lại nói như thế? Thứ nhất là mình thấy là cái âm thanh của nó làm khá là đều đều các giải ấy. Bass, mid, treble thì nó khá là đều đều với nhau, nên là nó không có một cái nó gọi là thiên về một cái giải nào quá đà cả. Các bạn nghe nhạc nào cũng được, các bạn nghe pop cũng được, EDM cũng được, các bạn nghe nhạc nước ngoài cũng ok, hoặc là thậm chí các bạn muốn trải nghiệm những cái dòng nhạc acoustic thì nó cũng khá là ổn và không có vấn đề gì để chê. Cá nhân mình thấy thì đây là một con tai nghe nó phù hợp được cho nhiều tình huống. Các bạn muốn nghe podcast, học tiếng Anh vẫn có thể ok, hoặc là các bạn muốn nghe nhạc chill chill trong lúc đi ra ngoài đường vẫn có thể làm được, và nó khá là đa dụng. Nói chung là cái chống ồn của nó tốt đã là một cái điểm rất đáng khen rồi, và cái âm thanh như thế này mình đánh giá là chấp nhận được. Đặc biệt là chúng ta lại phải nhìn về cái mặt mức giá, nó chỉ có khoảng 500.000 thôi. Một cái phần quan trọng để test nữa đấy chính là micro. Theo như nhà sản xuất công bố thì con tai nghe này có 2 micro NC, là 2 micro chống ồn, giúp các bạn có được một cái chất lượng đàm thoại tốt hơn. Mình nghĩ ở phần này
đánh giá không ai chính xác hơn, đấy chính là tự các bạn đánh giá. Mình sẽ thu âm một đoạn, mình ngồi ở trong phòng này, có tiếng quạt, có tiếng điều hòa. Các bạn tự nghe, tự đánh giá xem là khả năng thu âm của Havit TW958 Pro nó tốt như thế nào nhá. Đây nhá, đây chính là âm thanh mà mình thu được từ con tai nghe Havit TW958 Pro. Hiện tại thì mình đang ở trong nhà, nên là anh em có thể tự đánh giá. Theo như nhà sản xuất công bố thì con tai nghe này có tận 2 micro NC, có nghĩa là 2 micro để giúp các bạn có cái khả năng chống ồn, lọc mic tốt hơn. Thì các bạn có thể tự đánh giá là nãy giờ là micro của nó như thế nào nhé. Và Havit TW958 Pro có một cái tính năng mà mình thấy là lần đầu ở trên phân khúc giá rẻ có luôn, đấy là tính năng kết nối hai thiết bị một lúc. Ui, mình thấy là cái tính năng này kiểu các bạn phải mua những cái tai nghe tầm triệu thì nó mới có, chứ những con tai nghe giá rẻ thì Havit đang làm mình khá là bất ngờ khoản này nhá, là các tính năng rất tốt. Chúng ta có gaming mode này, hai thiết bị một lúc này, và thậm chí là đấy, mình quên nói nhá, là nó có cả kháng nước IPX4. Cái này là mình rất thích, bởi vì là mỗi chiều này thì mình thường đi tập, hôm thì đi tập gym, hôm thì mình đi chạy bộ, thì mồ hôi nó đổ ra rất là nhiều. Bạn nào mà bị mồ hôi mặt như mình thì hiểu ấy, nó rất là khổ, nó đổ dòng vào tai này. Thì có kháng nước IPX4 nó cũng khiến mình yên tâm hơn, đeo con tai nghe này vào đi tập thể dục thể thao rất là yên tâm, đảm bảo là nó không bao giờ bị hỏng hóc hay là có bất kỳ vấn đề gì cả, rất là thích nhá. Và cuối cùng là về pin, cái này thì cũng nhiều bạn quan tâm đấy, là pin của em này thì nó chịu được khoảng 7 tiếng nếu như các bạn không bật chống ồn chủ động, còn nếu các bạn bật chống ồn chủ động lên thì hai con tai nghe này sẽ chịu được khoảng 6 tiếng. Đấy là nhà sản xuất công bố, còn cá nhân mình trải nghiệm thì mình thấy nó đạt được khoảng 5 tiếng tới 5 tiếng rưỡi với cái mức âm lượng là hơn 50%, khoảng 50-60% gì đấy. Thì không biết các bạn đánh giá sao về mức pin của em tai nghe này, nhưng đối với mình đây là một mức pin rất là tốt. Tổng kết lại, trong video này mình cùng với các bạn đã bóc tách Havit TW958 Pro, một con tai nghe tầm giá 500.000 nhưng lại có chống ồn chủ động này, xuyên âm này, kết nối hai thiết bị một lúc này, gaming mode này, thậm chí là cái thiết kế này của nó thì mình đánh giá rất đẹp trong tầm giá này. Vậy thì không biết với anh em thì sao, trong tầm giá này anh em có kiếm được một con tai nghe nào tốt hơn không? Thì hãy cùng để lại một comment nhé. Đừng quên check những đường link ở phía dưới, ở Lazada, Shopee, TikTok Shop về Havit TW958 Pro và lựa ngặt cho mình những cái mã giảm giá ngon nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những màn bóc tách tiếp theo. Bye bye.